Khi tốt nghiệp vào cuối năm 2023 thì mình có apply gần 400 job và không một chỗ nào nhận. Thậm chí là mình còn không được người ta gọi để đi phỏng vấn một lần nào cơ. Hello mọi người, long time no see, mình trở lại rồi đây. Trong 5 tháng mất tích vừa qua thì mình tạm dừng cái công việc sáng tạo nội dung để tập trung vào cái mục tiêu sự nghiệp của mình. Và 5 tháng cũng là cái khoảng thời gian mà mình đi từ zero cho đến khi nhận được lời mời làm việc ở các công ty công nghệ. 2023-2024 thực sự là một cái năm khủng hoảng, không chỉ là trong ngành tech mà còn là của trên toàn bộ cái nền kinh tế trên thế giới. Vì vậy thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái hành trình tìm kiếm một cái công việc lương 6 số trong cái giai đoạn khó khăn này. Mình sẽ kể với mọi người những gì mà mình đã làm trong 5 tháng vừa qua, từ lúc mới tốt nghiệp ra trường tới lúc có được công việc đầu tiên và cuối cùng là được offer Big Tech. Trước hết thì hãy điểm qua một chút về cái tình hình thị trường việc làm trong cái năm vừa qua. Tình hình suy thoái kinh tế thì khiến cho các công ty công nghệ, startup thắt chặt chi tiêu, dẫn đến các cuộc layoff và cắt giảm nhân sự hàng loạt. Quy trình tuyển dụng thì trở nên chặt chẽ và có một cái standard rất là cao. Các công ty công nghệ thì không còn có những cái đợt tuyển ồ ạt như là cái thời Covid nữa. Và với sự chuyển mình của những cái ngành công nghệ mới như là AI, như là automation, thì các công việc cũng yêu cầu các nhà lập trình viên có kinh nghiệm nhiều hơn, hoặc ít nhất là có thể bắt đầu làm việc nhanh nhất mà không cần phải tốn thời gian training. Và đặc biệt là với những sinh viên mới ra trường, và ngay cả những cái lập trình viên mà chưa có nhiều năm kinh nghiệm, là một cái nhóm mà gặp phải cái thử thách rất là lớn. Trong cái giai đoạn Covid thì nhà nhà đều học lập trình, dẫn đến cái sự bùng nổ về các lớp học lập trình cấp tốc bootcamp, cũng như là cái số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính thì ngày càng nhiều, dẫn đến là làm tăng cái độ cạnh tranh trong xin việc. Thực sự là những cái dữ liệu này đã nói lên cái độ cạnh tranh rất là khốc liệt trong cái ngành tech trong cái năm vừa qua. Khi tốt nghiệp vào cuối năm 2023 thì mình có apply gần 400 job và không một chỗ nào nhận. Thậm chí là mình còn không được người ta gọi để đi phỏng vấn một lần nào cơ. Mình biết rõ là cái thị trường nó đang cực kỳ là khó khăn, nhưng mà mình vẫn không thể nào mình chấp nhận được cái sự thật này. Ở những cái năm trước thì mình chỉ cần dành một vài ngày mình đi giải đơn là những cái công ty nó đã gọi mình phỏng vấn liên tục rồi. Cái áp lực lớn nhất đối với mình không phải là việc mà mình chưa kiếm được việc làm ngay khi ra trường, bởi vì ở cái ngành tech này thì trung bình một cái sinh viên ở Mỹ sẽ mất khoảng từ 6 đến 1 năm sau khi tốt nghiệp mới có thể có được một công việc chính thức đầu tiên. Nhưng mà đấy là đối với những người bản địa, những người có quốc tịch Mỹ. Còn đối với cả những du học sinh như chúng mình thì trong 3 tháng sau khi tốt nghiệp bạn phải có được việc làm hoặc là trở về nước. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cực kỳ căng thẳng. Mình nhớ là có những cái đêm mà mình giật mình tỉnh dậy, mình không thể ngủ được và mình đã phải mở cái cuốn lịch ra để xem là mình còn bao nhiêu ngày và có thể ở lại nước Mỹ một cách hợp pháp. Và tại cái giây phút đấy thì mình đã nhận ra rằng là mình phải có một kế hoạch mới cho cuộc đời của mình. Mình không thể để cho những cái khó khăn hiện tại nó phá hủy toàn bộ những cái công sức mà mình đã gây dựng trong 4 năm vừa qua. Ở trong kế hoạch cũ của mình thì mình sẽ dành một vài tiếng để mình đi nộp đơn xin việc ở trên LinkedIn, ở trên Glassdoor hay là những cái trang tuyển dụng online. Sau đó buổi trưa buổi chiều thì mình luyện lead code tại những kiến thức interview. Nhưng mà mình thấy rằng cái việc luyện lead code nó không có ý nghĩa nhiều nếu như mà mình còn không được đặt chân vào cái vòng phỏng vấn. Bởi vậy cho nên là mình đã quyết định dành nhiều thời gian hơn để mình thực hiện cái công việc apply job của mình. Dành nhiều thời gian hơn không có nghĩa là bạn apply cho nhiều công ty hơn, mà là mỗi công ty khi mà mình chuẩn bị nộp đơn thì mình sẽ research cực kỳ kỹ về cái công ty đó. Mình sẽ tìm hiểu về văn hóa, về những cái công nghệ, những cái tech stack mà công ty đó đang dùng. Sau đó thì mình sẽ customize cái CV làm việc của mình. Và với cái sự giúp đỡ của ChatGPT thì mình còn soạn thêm những cái tin nhắn để mình gửi đến cái bộ phận HR, cái bộ phận recruiter của công ty đó. Bởi vì khi các bạn nộp đơn trên những cái trang tuyển dụng lớn như là LinkedIn thì có hàng nghìn, hàng chục nghìn ứng viên nó cũng nộp đơn tương tự như vậy. Thì cái CV của bạn có mạnh cỡ nào thì cũng sẽ khó lòng mà đến tay được cái bộ phận tuyển dụng. Và với việc các công ty công nghệ lớn sa thải hàng loạt nhân viên thì mình nghĩ rằng cái target để mà nộp đơn vào các công ty lớn thì cái cửa vào khá là khó. Vậy cho nên là mình đã ưu tiên mình target những cái startup và những cái công ty tầm cỡ vừa và nhỏ. Có thể là những công ty vừa và nhỏ thì cái đãi ngộ lương nó không bằng những công ty lớn, nhưng mà mình nghĩ là với sinh viên mới ra trường thì kinh nghiệm quan trọng hơn là tiền lương. Bởi vì một khi mà bạn đã có kinh nghiệm và thạo nghề rồi thì tiền nó sẽ follow up bạn thôi. Ở cái phase đầu tiên này thì apply job mình coi nó như là một công việc part time của mình. Từ cái công việc part time này nó sẽ dẫn tới công việc full time chính thức về sau. Sau khi tập trung tìm hiểu vào cái CV của mình thì mình nhận ra là cái điểm yếu trong cái CV của mình là nó không có nhiều project. Nếu như một vài năm trước thì yêu cầu tuyển dụng chỉ là có một cái tấm bằng đại học, thì hiện nay phần lớn các job description thì gần như là họ muốn các ứng viên phải có kinh nghiệm về full stack, sử dụng thành thạo các loại framework front end, back end. Còn về cái CV của mình, tuy là có kinh nghiệm thực tập ở các công ty công nghệ lớn, nhưng cái tech stack thì nó rất là hạn chế, bởi vì phần lớn là mình làm về mảng cloud. Đứng theo góc nhìn của những người recruiter không biết nhiều về tech thì họ sẽ scan by keyword, nghĩa là cái CV của bạn phải có đủ các project mà nó liên quan đến công nghệ
mà công ty của họ đang sử dụng. Đối với một người có bằng CS thì cái việc học một cái loại tech stack mới nó không khó. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để mà cái project của bạn trở nên stand out giữa hàng nghìn những ứng viên khác. Đối với mình, một cái project ấn tượng thì nó cần phải có đủ hai yếu tố. Thứ nhất là feature, những cái tính năng nó phải thực sự là khác biệt, có cái độ chi tiết tỉ mỉ và phải có một cái trình độ code khá là chắc mới có thể làm được. Và thứ hai là cái tính ứng dụng của project, nghĩa là cái project phải có traffic, phải có user, phải có người dùng thật đang sử dụng. Ý tưởng ban đầu của mình thì là làm một cái web app giống như là LeetCode, nơi mà user có thể luyện tập làm những cái bài giải thuật, sau đó gửi về server để đánh giá, chạy dựa trên những cái test case có sẵn và trả về kết quả. Sau đó thì mình đã expand cái ý tưởng này ra thành một e-learning platform giống như là cái video gần nhất mà mình làm cách đây vài tháng. Và cái bài toán về traffic, về user thì cũng được giải quyết khi mà cái platform này hiện đang được sử dụng bởi hơn 50 học viên trong trại code. Và chính cái dự án này nó đã giúp mình có được lời mời phỏng vấn ở rất nhiều những công ty về sau. Và sau khi hoàn thành project và nâng cấp cái CV thì mình tiếp tục cái quá trình nộp đơn xin việc của mình. Và khoảng 2-3 tuần sau thì một loạt những cái lời mời phỏng vấn đến với cả mình. Gần như là 90% những cái lời mời phỏng vấn là đến từ việc mà mình nhắn tin qua LinkedIn hoặc là đến từ referral của những người bạn của mình làm việc với những công ty đó. Bây giờ thì cái bài toán đặt chân được đến phòng phỏng vấn đã được giải quyết. Giờ thì đến quá trình mình phỏng vấn như thế nào. Mình có nhận được lời mời phỏng vấn ở những cái big tech như là Meta hoặc là Coinbase, nhưng mà đáng tiếc là mình đều tạch hết. Có lẽ là vì quá nhiều những ứng viên mà họ qualify mình. Anyway, là trừ hai công ty đó ra thì mình được gọi vào final round ở phần lớn những công ty còn lại. Đến đây thì lại có một cái ác mộng mà gần như là mọi du học sinh đều gặp phải khi mà đi xin việc. Đó chính là chuyện sponsor. Trước năm suy thoái 2023 thì các công ty tech thường là khá là cởi mở trong việc tuyển du học sinh. Nhưng mà gần đây do layoff cho nên là họ cũng không còn được tự do để mà sponsor cho du học sinh nữa rồi. Và rất tiếc là cái điều đó nó đến với cả mình. Một công ty đã hủy mất cái offer của mình ngay khi mà họ biết là mình cần sponsor. Mình gần như là mình suy sụp trong ngày hôm đó. Sau rất là nhiều cố gắng để nắm bắt được một cái offer thì lại bị hủy bởi vì một cái lý do mình không thể kiểm soát được. Có lẽ là để kiếm được một công việc new grad trong năm 2023 và để người ta sponsor visa cho mình thì bạn phải là một nhân tài xuất chúng. Mình thì tốt nghiệp trường top đầu, có kinh nghiệm thực tập ở các công ty lớn, nhưng mà nếu mà so sánh với cả những cái bạn du học sinh khác đến từ Ấn Độ, đến từ Trung Quốc thì mình cũng chỉ là một dạng bình thường mà thôi. Một hôm mình đang lướt LinkedIn, mình bắt gặp một người anh khóa trước của mình đã tốt nghiệp cách đây 3 năm và khoe là có một offer vị trí senior ở Walmart. Dạo quanh một vòng thì mình thấy các bài đăng về offer đến từ vị trí mid level senior 3 đến 6 năm kinh nghiệm rất là nhiều. Rõ ràng là đang có một cái demand lớn ở những vị trí này. Và mình hỏi thì mình biết được là ông anh này khi mà tốt nghiệp vào năm 2020 thì đã vào làm ở một công ty IT consultant. IT consultant nó là một cái dạng công ty trung gian để mà kết nối các developer với các công ty mà đang có nhu cầu tuyển dụng contractor để hoàn thành những cái dự án của họ trong vòng từ 3 đến 12 tháng. Có thể coi nó là một dạng kiểu công ty outsourcing giống kiểu công ty F ở Việt Nam ấy. Các công ty consultant này thì sẽ mở những cái training program biến những cái sinh viên mới ra trường trở thành những cái senior với 5-10 năm kinh nghiệm trong vòng 10 tuần. Sau đó họ sẽ gửi những sinh viên này đến công ty có nhu cầu. Lúc đó thì kiểu mình chẳng có gì để mất, cho nên là mình đã quyết định mình xin referral của ông anh này. Đầu tiên là người ta sẽ phỏng vấn test đầu vào của mình. Nếu mà thấy bạn là một người có thể training được thì họ sẽ nhét vào các lớp dạy kỹ năng để trở thành gọi là một fake senior. Mỗi tuần thì đều phải nhồi nhét rất là nhiều những kiến thức, có bài kiểm tra hàng tuần và phải mock interview 1-1 với cả giáo viên. Và sau khoảng 10 tuần thì bạn sẽ được gửi đến cái công ty client để mà phỏng vấn với cả senior thật bên đó. Và với cái tài ăn nói và xạo lời trên YouTube của mình thì mình đã thành công thuyết phục được họ mình là một senior developer với 5 năm kinh nghiệm. Oh my god! Wow! Và sau 3 tháng ra trường thì đó là công việc chính thức đầu tiên mà mình đã kiếm được. Mình phải làm khối lượng công việc của một senior developer với 5 năm kinh nghiệm ở công ty lớn và được trả lương như là một junior ở công ty nhỏ. Mà anyway thì mình đổi lại được cái tấm vé gia hạn visa ở Mỹ. Ta gọi đấy là thuận mua vừa bán. Có phải các bạn vẫn đang tò mò là tại sao mình kiếm được offer Big Tech đúng không? Vậy thì để mình chia sẻ với mọi người tiếp. Vào ngày đẹp trời, manager cũ ở Amazon nhắn tin cho mình qua LinkedIn thông báo có một vị trí full time đang cần người và profile của mình khá là phù hợp với cả team đó. Và một tuần sau đó thì mình nhận được full time offer từ AWS. Lúc đó thì mình đúng kiểu là ấy. Mình đã cố gắng 3 tháng trời mất ăn mất ngủ chỉ để kiếm được một công việc 70.000 đô la một năm. Và giờ thì mình đang được mời chào một cái công việc gần 200.000 đô la một năm mà chả phải làm gì cả. Thì thật ra mình nghĩ cái offer này của mình nó không đến ở trong năm 2024 mà nó đến trong suốt cái quá trình mà mình tích lũy những cái năm 2021, 2022, 2023. Đây cũng chính là cái thông điệp lớn nhất mà mình muốn gửi đến mọi người. Bạn sẽ không bao giờ biết được
cái điều gì nó sẽ xảy đến vào ngày mai. Khi mà bạn thức dậy, nó có thể là một cái ngày tồi tệ hoặc là một ngày may mắn. Nhưng có một điều mình chắc chắn với các bạn rằng, nếu mà các bạn tiếp tục cố gắng, thì cái ngày tồi tệ đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái ngày may mắn đối với các bạn. Mình thấy có những người mà họ hay đổ lỗi cho cái sự đen đủi, cho cái số phận của họ. Nhưng đôi khi những cái may mắn đi qua trước mặt họ, họ không nhận ra để mà họ nắm bắt được thôi. Nếu mà mình không có cái quãng thời gian cố gắng tìm mọi cách để ở lại đất Mỹ một cách hợp pháp, làm consultant, thì dù người ta có offer mình quay lại làm việc, mình cũng chẳng thể nào mình quay lại được. Vì lúc đó cái visa của mình đã quá hạn nữa rồi. Thực ra thì trong cái team AWS cũ của mình cũng có một bạn được offer quay trở lại làm việc, nhưng mà bạn ấy đã không thể accept được cái offer này, tại vì cái visa của bạn ấy quá hạn và bạn ấy đã phải quay trở về Trung Quốc. Mình thấy cực kỳ là đáng tiếc, vì trong cái thời gian mà mình thay đổi cái kế hoạch xin việc của mình, thì cái cậu bạn này mắc phải cái sai lầm mà mình đã từng gặp. Thì chỉ đơn giản là bạn ấy nộp đơn xin việc và bạn ấy cày lead code, và kết quả như mình là bạn ấy không nhận được bất kỳ một cái cuộc gọi phỏng vấn nào cả. Lần cuối cùng mình gặp bạn này là bạn ấy khoe bạn ấy được giải được hơn 500 câu lead code. Và cái key takeaway thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người chính là cái tư duy thay đổi. Trong một cái thời đại mà chênh vênh, mọi người hoảng loạn như hiện nay, thì việc mà bạn không đi theo lối mòn, bạn có cái tư duy khác biệt, thì bạn sẽ nhìn ra được những cái cơ hội mà phần lớn những người khác không nhìn ra được. Khi mà bạn đã xác định, bạn nhìn ra được cái cơ hội rồi, thì cái việc nắm lấy nó sẽ dễ dàng hơn. Và tất nhiên là may mắn thì nó cũng chiếm một phần rất là quan trọng. Mình nhớ là ông CEO của Salesforce thì đã từng nói là trong thế giới công nghệ, cái điều duy nhất mà không thay đổi chính là cái sự thay đổi. Để theo đuổi cái ngành lập trình này thì hãy nhớ rằng công nghệ thì luôn luôn phát triển, cho nên là bản thân bạn cũng phải như vậy. Trái đất thì luôn luôn quay, đừng để những cái khó khăn hiện tại làm cản trở cái con đường, cái ước mơ đi đến thành công của các bạn. Mình Huller đã quay trở lại để giúp mọi người đạt được ước mơ của mình. Hẹn gặp lại mọi người.